Nhiệt độ nước có dễ vừa rồi đó, ngâm thôi ạ. Đi tự cô, không sao đâu. Được không cô? Được rồi, vừa lắm. Con à, con nói thật cho cô, rốt cuộc con thích Giang Hà hay là thích Xuyên Sinh nhà cô vậy? Con... Cô hiểu rồi. Xuyên Sinh nhà cô là cái đồ khúc gỗ, không biết biểu đạt, suốt ngày chỉ biết làm việc. Cô cũng không biết bao giờ mới có cháu được. Mai gọi mọi người đến, mở cuộc họp cổ đông. Tôi sẽ báo với họ ngay. Hôm nay để tôi. Dứt giả cho cô rồi. Anh nói gì vậy? Đây là công việc tôi nên làm. Trên đời này làm gì có chuyện nên hay không nên, chỉ có muốn hay không muốn. Hôm nay được đó. Lúc trước tôi thường xuyên ngồi đây một mình, có lúc ngồi đến nửa đêm. Nhưng bên cạnh tôi chỉ có sự cô độc. Tôi từng nghĩ đến việc thay đổi điều này, nhưng không thay đổi nổi được. Vì tôi không có bạn bè, chỉ có kẻ địch. Mãi cho đến khi cô đến bên cạnh tôi, cô đã thay đổi tất cả. Cô giúp tôi có người để tin tưởng, để tôi không cô độc. Cảm ơn cô.